Ốc bưu vàng cũng được xem là một thiên địch ảnh hưởng trực tiếp đến ốc bưu trong tự nhiên. Bọ nòi ốc được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm ảnh hưởng tới vỏ ốc. Nhóm bệnh thứ hai là nhóm ảnh hưởng tới đường ruột của ốc. Ốc bưu thụ tinh trong quá trình hoạt động gấp đôi. Hoạt động gấp đôi diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Ốc con sau khi nở có thể dưỡng trong thùng xốp một tuần với mật độ từ 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông. Mực nước cao từ 10 đến 20 cm. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Ốc bưu là thức ăn ưa thích của nhiều loài động vật trong tự nhiên, tiêu biểu như chuột, bìm bẹp, gắn, lươn, các loại cá. Ốc bưu vàng cũng được xem là một thiên địch ảnh hưởng trực tiếp đến ốc bưu trong tự nhiên. Với sự phân bố và phát triển mạnh mẽ của loài ốc bưu vàng, dẫn đến cạnh tranh về dinh dưỡng, nơi sống với ốc bưu đen. Con người cũng là một thiên địch cực kỳ nguy hiểm đối với ốc bưu. Việc sử dụng các loại thuốc hóa học và khai thác không có ý thức cũng góp phần làm giảm số lượng ốc trong tự nhiên một cách đáng kể. Bọ nòi ốc được chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm ảnh hưởng tới vỏ ốc. Nhóm bệnh thứ hai là nhóm ảnh hưởng tới đường ruột của ốc. Nhóm bệnh ảnh hưởng tới vỏ ốc bao gồm các bệnh sau. Thứ nhất là ốc bị đóng gông. Do môi trường nuôi có nhiều tảo dẫn đến vỏ ốc bị đóng gông. Thứ hai là ốc bị mòn vỏ. Do ốc ăn thiếu chất khoáng, thức ăn không đủ, làm cho vỏ ốc tái tạo không tốt. Một nguyên nhân nữa dẫn đến ốc bị mòn vỏ là nguồn nước có độ kiềm cao, điển hình là nguồn nước giếng và mật độ nuôi nhiều dẫn đến ốc bị mòn vỏ. Bệnh thứ ba liên quan tới vỏ ốc đó là ốc bị ký sinh. Các sinh vật ký sinh trong môi trường nước đẻ trứng hoặc bám trực tiếp lên vỏ ốc. Nhóm bệnh ảnh hưởng tới vỏ ốc không làm ốc bị hao hụt trong quá trình nuôi. Nhóm bệnh này chỉ ảnh hưởng tới vẻ bên ngoài của ốc và làm cho ốc chậm lớn so với bình thường. Để xử lý nhóm bệnh về vỏ ốc, chúng ta cần chú ý các vấn đề sau. Thứ nhất là cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ hai là thường xuyên bổ sung canxi trong quá trình nuôi để ốc tái tạo vỏ. Đơn giản là dùng vôi canxi. Thứ ba là người nuôi cần phải xử lý môi trường nuôi định kỳ bằng men vi sinh. Nhóm bệnh thứ hai là nhóm bệnh rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ hao hụt của ốc trong quá trình nuôi. Đó là nhóm bệnh về đường ruột. Biểu hiện duy nhất của nhóm bệnh này là ốc bị nằm nghiêng, sưng vòi và chết dần. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến ốc bị bệnh về đường ruột. Đó là nguồn nước và thức ăn. Về nguồn nước, ốc bị sốc nước sau những cơn mưa. Sau những cơn mưa thì nhiệt độ và pH sẽ thay đổi đột ngột dẫn đến ốc bị sốc nước. Nguồn nước bị nhiễm thuốc hóa học, nhiễm phèn, nhiễm mặn cũng là nguyên nhân dẫn đến ốc bị đường ruột. Về thức ăn, người nuôi cho ăn quá nhiều một loại thức ăn liên tục từ 3 đến 4 ngày dẫn đến ốc bị khó tiêu. Thức ăn bị nhiễm thuốc hóa học cũng là một tác nhân dẫn đến ốc bị bệnh về đường ruột. Khi ốc bị bệnh về đường ruột thì tỷ lệ hao hụt sẽ rất cao, có thể dẫn đến mắt trắng. Hiện tại không có bất kỳ một loại thuốc nào trị bệnh sưng vòi và nằm nghiêng. Vì vậy chúng ta cần ngăn ngừa trước khi bệnh xuất hiện. Nếu ốc đã bị bệnh, chúng ta cần xác định nguyên nhân, tìm hướng giải quyết và cách ly các con bệnh ra khỏi ao nuôi để tránh lây sang các con khác. Ốc bưu thuộc nhóm loài phân biệt giới tính, có cả con đực và con cái. Ốc đực có kích thước nhỏ hơn ốc cái. Các vòng xoắn sắc nét, rãnh xoắn sâu và rộng. Phần tháp ốc có màu xanh đen tương đối đồng nhất. Ốc cái có kích thước lớn hơn ốc đực. Các vòng xoắn không sắc nét, rãnh xoắn nông. Mặt dưới dọc theo hai vòng cuối có màu vàng sáng. Ốc bưu thụ tinh trong quá trình hoạt động gấp đôi. Hoạt động gấp đôi diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Khi giao phối, ốc đực và ốc cái xoắn miệng vào nhau. Cơ quan sinh dục đực phóng tinh vào âm đạo của ốc cái, giúp tăng hiệu quả sinh sản. Hoạt động giao phối của ốc có thể ngừng hoặc dừng lại khi tác động vật lý hoặc hoa chạm từ bên ngoài.
ốc bươu sinh sản tập trung vào mùa mưa, bắt đầu sinh sản mạnh từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 và giảm dần từ tháng 9. Ốc bươu thường sinh sản nhiều sau những cơn mưa hoặc sau những con nước lớn. Thời gian nuôi từ lúc trứng cho tới ốc sinh sản là từ 5 đến 6 tháng. Sau khi thụ tinh, từ 5 đến 7 ngày thì ốc sẽ sinh sản. Ốc bươu đẻ trứng cách mặt nước từ 5 đến 30cm. Trên các giá thể như bò đất, thân cây, chuối, bèo tây, gà muống. Trong một năm, ốc có 2 chu kỳ sinh sản, mỗi chu kỳ cách nhau 3 tháng. Trong một chu kỳ sinh sản, ốc bươu sinh sản từ 1 đến 3 lần. Mỗi lần sinh sản cách nhau từ 7 đến 30 ngày. Thời gian này phụ thuộc vào thức ăn và điều kiện tự nhiên. Trứng ốc có hình bầu dục màu trắng, trọng lượng từ 4g cho tới 20g. Trọng lượng của trứng ốc phụ thuộc vào trọng lượng của ốc bố mẹ. Trọng lượng của trứng càng lớn thì hạt trứng càng lớn. Một tổ trứng dao động từ 100 đến 300 con. Kích thước của hạt trứng lớn thì ốc con nở ra sẽ có kích thước lớn và ngược lại. Trứng ốc sau khi đẻ từ 1 đến 2 giờ thì có thể thu về ấp trứng. Trứng ốc được ấp từ 15 đến 20 ngày thì sẽ nở hoàn toàn và tạo thành ốc con. Ốc con sau khi nở từ 2 đến 3 tiếng sẽ tự tìm giá thể để bám. Và sau 12 đến 48 tiếng sẽ bắt đầu tìm thức ăn. Kích thước của ốc con sau khi nở là từ 20 đến 22 gram trên 1.000 con. Thức ăn của ốc con khi nở chủ yếu là bèo cám, bầu, mớp, các loại lá non. Ốc con sau khi nở có thể dưỡng trong thùng xốp một tuần với mật độ từ 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông. Mực nước cao từ 10 đến 20cm. Qua tuần thứ 2 thì có thể đưa ốc ra buồng lưới dưỡng với mật độ từ 2.000 con trên 1 mét vuông. Khi ốc càng lớn thì mật độ sẽ giảm dần. Mật độ nuôi ốc thích hợp nhất là từ 50 đến 300 con trên 1 mét vuông. Và thôi thì em cũng xin kết thúc tập 4 ở đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con. Hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.